Hành trình tìm mẹ cảm động của ca sĩ Randy. Năm 92, làng giải trí cộng đồng người Việt ở Mỹ xuất hiện một chàng trai Mỹ lai da đen, tên Randy, giọng ca buồn ảo não. Giọng ca của anh đã đưa ca khúc Nó chu du khắp cộng đồng người Việt trên thế giới. Rồi sau đó bài hát Não nề, như đúng tâm trạng của anh, đã về tận các miệt vườn Việt Nam. Giọng ca mộc không trau chuốt của Randy đã khiến người nghe rơi nước mắt. Giai đoạn đó hầu như đi đâu người ta cũng lắng nghe giọng hát đẫm nước mắt của Randy. Hai lần gánh chịu kiếp con nuôi. Đầu năm 2012, người ta thấy bóng dáng chàng trai này thấp thoáng khắp các đường phố Hà Nội, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh để tìm người mẹ ruột và cội nguồn bí ẩn của mình. Sau nhiều lần dò hỏi, một nhà báo đã gặp anh tại phòng trà ca nhạc tiếng xưa thành phố Hồ Chí Minh. Và từ đây, câu chuyện về thân phận bí ẩn của ca sĩ Randy đã lần mở. Đây là lần thứ tư về Việt Nam trong hành trình tìm cội nguồn của Randy. Ca sĩ mang hai dòng máu Việt-Mỹ. Chuyến đầu tiên là vào năm 2007. Ngày ấy anh đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đúng giao thừa Tết Dương lịch 2011-2012. Randy cho biết từ khi bắt đầu nhận biết mình tồn tại trên cõi đời này, Randy đã thấy mình mang tên Trần Quốc Tuấn và đang sống trong một cô nhi viện. Theo chủ trương của Viện Mồ Côi, khi đã lớn hơn, các bà sơ tìm cho anh một gia đình nhận làm con nuôi. Cuối năm 75, một gia đình nông dân ở thôn 3 Cẩm Hà, nay là Thanh Hà, Hội An, đã nhận nuôi Randy. Người mẹ nuôi của chàng trai này tên Nguyễn Thị Nữ và cha nuôi là Nguyễn Húy. Được biết, cha mẹ nuôi của Randy có tất cả 7 người con, 5 trai 2 gái. Tuy nhiên không hiểu sao, những người con trai trong gia đình đều chết non. Dù làm con nuôi nhưng anh chỉ được phép gọi bố mẹ nuôi bằng chú thím. Thời điểm đó, đất nước đang trong giai đoạn nền kinh tế bị khủng hoảng do di chứng chiến tranh. Do cái nghèo, cái khó bủa vây, bà mẹ nuôi phải lấy trâu bò về cho anh chăn thuê để kiếm tiền gạo. Do mặc cảm thân phận con lai nên anh tự xa lánh mọi người, trôi rúc vào rừng hoang ruộng vắng. Đến năm 83, khi nghe tin chính phủ Mỹ có chính sách cho những gia đình nuôi con lai Mỹ ở Việt Nam nhập cư, một gia đình người Hoa ở Hội An muốn nhập cư Mỹ nên đề nghị mẹ nuôi giao anh cho họ nhận làm con nuôi. Đổi lại, họ trao cho mẹ nuôi anh 3 cây vàng. Randy nhập hộ khẩu vào gia đình người Hoa này để hợp thức hóa thủ tục xin di trú vào Mỹ. Dù nhận làm con nuôi, nhưng gia đình người Hoa này hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với cậu con lai Mỹ. Đến năm 87, có nguồn tin cho biết, chính phủ Mỹ bỏ chính sách nhập cư trẻ lai. Gia đình người Hoa này cho rằng mình đầu tư nhầm chỗ, nên không cho anh đi học nữa. Họ bỏ mặc anh, mang nỗi mặc cảm, tự ti thân phận. Anh lang thang đi tìm việc làm thuê để tự nuôi sống mình. Anh xin vào làm thuê cho một xưởng chế biến xì dầu để có cơm ăn chỗ ở và nhận chút tiền lương. Năm 90, gia đình người Hoa tất tả đi tìm anh về vì có thông báo chính thức từ Đại sứ quán Mỹ cho con lai cùng người nuôi dưỡng được nhập cư vào Mỹ. Anh cùng gia đình người Hoa này được sang California định cư. Sau khi sang đến Mỹ, gia đình người Hoa đã đạt được mục đích thì họ cũng chẳng thiết đoái hoài đến anh nữa. Sống 2 năm ở nước Mỹ, Randy tham gia một cuộc thi hát karaoke có 80 thí sinh và đạt được giải khuyến khích. Phấn khích, anh tiếp tục được tham gia cuộc thi hát karaoke tổ chức ở quán cà phê Văn, California. Lần này, Randy đoạt giải nhất với ca khúc Lần đầu cũng là lần cuối. Giọng ca lạ u buồn của anh thu hút sự chú ý của một nhạc sĩ. Nhờ sự giới thiệu của nhạc sĩ ấy mà anh được Trung tâm Hải Âu ký hợp đồng mời hát. Ngay lần đầu tiên, Trung tâm Hải Âu giao cho anh ca khúc Nó. Nhận được bài hát ấy, Randy cảm nhận được thằng bé mồ côi trong nhạc phẩm chính là thân phận mình. Đồng cảm với ca khúc, anh hát như khóc than cho chính số phận con lai của mình. Những uất ức buồn tủi ứ đọng từ thuở ấu thơ tràn hết qua giọng ca của anh. Những người lần đầu nghe anh hát đều rơi lệ thổn thức. Có người đã ôm lấy anh khóc òa. Kiểu hát tự sự bằng giọng mộc, tự do phiêu, không cầu kỳ về kỹ thuật thanh nhạc của anh, khiến làng ca nhạc Việt ở hải ngoại có thêm màu sắc mới. Anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở các sân khấu nhạc Việt ở Mỹ. Sau đó anh cùng nữ ca sĩ Mỹ Huyền song ca nhạc phẩm Ai cho tôi tình yêu. Hai giọng ca buồn gặp nhau trở thành một hiện tượng mới. Trung tâm Hải Âu thực hiện độc quyền với anh 6 album đơn ca và 3 album song ca với ca sĩ Mỹ Huyền. Randy đến với nghiệp hát như một sự tình cờ của số phận. Anh không có kiến thức nhạc lý khi đã đăng quang trên sân khấu. Ca khúc Mẹ của anh cũng chỉ nằm trong một ý tưởng sáng tác. Anh quyết định đi học một lớp nhạc lý căn bản tại trường Golden West để có thể tự sáng tác. Đến năm 2000, anh mới hoàn chỉnh ca khúc Mẹ. Một điều người ta thấy lạ ở Randy đó là anh không bao giờ có ý định đi tìm cha. Bởi ở Mỹ, anh chỉ cần đến trung tâm lưu trữ hồ sơ lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam, thử ADN là có thể biết cha mình là ai. Tuy nhiên, anh không làm.
Trở thành ca sĩ nổi tiếng, Randy đi diễn khắp các cộng đồng người Việt trên thế giới. Sau mỗi lần hát xong, anh luôn nhắn nhủ lời tìm mẹ với khán giả. Năm 2007, sau nhiều lần thu xếp, anh quyết định về Việt Nam tìm về cội nguồn thật của mình. Nơi đầu tiên anh tìm đến là nhà mẹ nuôi đã hơn 80 tuổi để hỏi thăm một số thông tin về gốc gác của mình. Sau đó lần theo thông tin của mẹ nuôi, anh đến viện mồ côi Thánh Tâm ở Đà Nẵng. Bà Sơ Diệu Thới ở viện Thánh Tâm đã đặt trước mặt anh một quyển sổ ghi chép khá dày. Anh và Sơ dò tìm suốt ngày mới tìm ra cái tên Trần Quốc Tuấn của anh. Theo ghi chép, anh sinh vào ngày 25 tháng 1 năm 1971 tại Bệnh viện Hải Châu, Đà Nẵng. Một tháng sau, tức ngày 26 tháng 2 năm 71, chính mẹ ruột của anh mang anh đến gửi vào viện. Tiếc rằng tên mẹ ruột của anh không được ghi vào sổ. Bí mật này có lẽ bà Sơ ghi chép nắm giữ, nhưng người này đã qua đời. Sơ Diệu Thới phân tích, tất cả những đứa trẻ mồ côi không lai lịch, khi đến viện đều được mang tên lót là Bảo và mang họ của người tiếp nhận. Riêng anh mang tên lót là Quốc, chứng tỏ khi vào viện anh đã có tên sẵn, do chính mẹ ruột đặt cho. Điều đó cho anh chút hy vọng mong manh rằng mẹ anh đang sống đâu đó trên đất nước Việt Nam và anh vẫn còn cơ hội tìm gặp mẹ. Sau 4 lần về Việt Nam, chuyến này anh dự định ở lại 5 năm để tìm cho ra tông tích mẹ. Randy ngậm ngùi, tôi vẫn tin rằng khi giao tôi cho viện cô nhi, mẹ tôi rất đau khổ. Có lẽ do áp lực gia đình, áp lực chiến tranh, mẹ tôi buộc lòng phải làm thế. Nếu mẹ nhẫn tâm, có thể mẹ bỏ tôi đâu đó ngoài đường. Mẹ mang tôi đến tận viện cô nhi, tức là bà mong tôi được các sơ chăm sóc tốt, sống nên người. Cặp Bài Trung Vân Sơn Hoài Linh từng vướng ồn ào cặp mặt, giờ ra sao? Cuộc hội ngộ của cặp đôi danh hài đình đám thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây, diễn viên Quang Minh đã đăng tải loạt ảnh hội ngộ cùng các đồng nghiệp, trong đó có Vân Sơn, Bảo Liêm, đặc biệt là nghệ sĩ Hoài Linh từ Việt Nam qua. Lâu lắm rồi anh em mới có dịp gặp lại nhau, lại cùng đứng chung một sân khấu nữa. Đêm qua nhắc lại, anh em cùng nhau chiến đấu ở hải ngoại này đã mấy chục năm rồi đó, mà tôi cứ tưởng như mới ngày nào. Anh em chúng tôi bây giờ gặp lại nhau, lời nói đầu tiên là khỏe không, rồi chia tay nhau sẽ không quên câu giữ sức khỏe nha. Quang Minh viết trên trang cá nhân. Có thể thấy các nghệ sĩ hài có mối quan hệ thân thiết với nhau. Ngoài ra dân mạng cũng đổ dồn sự chú ý vào cặp đôi Vân Sơn Hoài Linh. Trong ảnh, hai diễn viên cười tươi, rạng rỡ khi được gặp lại các bạn cũ của mình sau thời gian dài ở Mỹ. Hình ảnh thân thiết của cặp đôi danh hài đã dập tan tin đồn bất hòa, cặp mặt, từng khiến dư luận xôn xao trong suốt nhiều năm qua. Vân Sơn Hoài Linh từng là cặp bài trùng nổi tiếng một thời của làng hài Việt. Họ kết hợp cùng nhau và tạo nên nhiều tiểu phẩm hài ăn khách. Trong tâm trí một số khán giả, họ yêu thích bộ đôi này không kém gì cặp Vân Sơn Bảo Liêm hay Hoài Linh Chí Tài. Từng có nhiều tin đồn cho rằng Hoài Linh và Vân Sơn mâu thuẫn nên ngừng hợp tác, nhưng Vân Sơn đã bác bỏ tin đồn này. Trong một bài phỏng vấn, anh chia sẻ với chúng tôi, khi tôi qua Mỹ năm 1990, Hoài Linh qua năm 1994, trong lúc tôi tìm một người bạn diễn để thay Bảo Liêm, thì gặp được Hoài Linh và thấy được ở Linh sự thông minh, nhanh nhẹn, tiếp thu rất tốt, nên tôi rủ về diễn chung. Ngay lập tức, chúng tôi tạo ra được hiện tượng. Đương nhiên, tôi cũng có khả năng nhất định. Vấn đề là mỗi người có một tài năng khác nhau. Giống như nhìn vào Hoài Linh thì thấy vui liền, còn tôi thì không có điều đó, nên tôi tìm cho mình một đặc điểm riêng. Hiện tại tôi và Hoài Linh vẫn là anh em thân thiết. Tôi là anh ba, nó là anh tư. Công việc của tôi hiện tại cũng không liên quan đến Hoài Linh, nhưng khi nào tôi cần Linh, em ấy đều sắp xếp để hỗ trợ cho tôi. Bên cạnh đó, Vân Sơn khẳng định mối quan hệ của cặp đôi vẫn tốt đẹp theo tháng năm. Cho dù ai có thành công hơn ai, thì đối với chúng tôi, tình anh em vẫn giữ bền. Chỉ có khán giả họ tự chia ra phe phái chứ chúng tôi vẫn bình thường. Sau nhiều năm miệt mài với nghề, Vân Sơn vẫn nhiệt huyết với nghệ thuật. Không chỉ đi diễn khắp nơi, Vân Sơn còn sáng lập và điều hành trung tâm Vân Sơn, nơi hỗ trợ các bạn trẻ có niềm đam mê nghệ thuật ở Mỹ. Trên kênh YouTube cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ với các thú vui làm vườn, nấu ăn, câu cá và gặp gỡ bạn bè. Không chỉ gặt hái được thành công trong công việc, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp. Về phần mình, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hạn chế xuất hiện trước khán giả đại chúng sau ồn ào từ thiện. Hoài Linh cũng hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, hiện tại đồng hành với các sân khấu kịch và cải lương. Ngoài ra anh cũng có sự tái xuất màn ảnh với bộ phim Làm Giàu Với Ma, dự kiến công chiếu vào ngày 2 tháng 9 năm 2024.